Chào các em, hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở vòng thi số 15 của khối lớp 6. Đây là vòng thi cấp huyện bảng A dành cho những thành phố lớn, những nơi phát triển. Nói vậy thôi chứ các em cũng đừng có sợ. Vòng thi số 1, câu 1. Nếu A dương thì kết quả thích chia chắc chắn bằng 0 rồi. Câu 2 thì chúng ta dễ làm được là bằng âm 8. Câu 3 thì các em có thể bấm máy. Câu 4 nếu lười ta bấm máy luôn, không sao cả. Kết quả câu số 4 là âm 18. Câu 3 các em có thể dùng những tính chất của phép toán cũng như là dùng máy tính, nếu lười ta bấm. Kết quả là 10.000. Câu số 5 dễ thấy, chúng ta sẽ có được 4 số 509, 590, 905 và 950. Câu số 6, các em bấm máy tính vào túi cho nó gọn. Câu số 7, ta cũng bấm máy tính vào túi để tính phần bên trái. Câu số 7 các em tính phần bên trái, nó sẽ ra được A bình phương. A bình phương có kết quả rồi thì các em tính A cũng dễ thôi. Thì bài giải này là do các học sinh giỏi nhất khối 6 của thầy giải. Và quay lại thì thầy sẽ sửa những câu mà các bạn đó làm sai, cũng như cần nhấn mạnh ở những câu nào thì các em lưu ý. Thì cũng cầu mong cho các bạn làm sai thì những cái lỗi sai các bạn gặp thì cũng chính là những cái lỗi mà các em hay gặp đó. Đó là điều rất quý giá, chứ các em cũng đừng có mong bạn làm đúng hết là rất thuận lợi, là mình sẽ không có gặp trắc trở. Đến hồi đi thi thực sự sẽ rất là khó cho chúng ta. Như vậy ở câu 7 các em bấm xong A bình phương là bằng bao nhiêu đó, thì muốn mò xem cái số nào bình phương lên bằng 121 ở trong máy tính, nó có một cái nút là căn, cái ấn căn 121 nó sẽ ra 11. Câu số 8, chúng ta đại số hóa bài toán để giải ha. Gọi số trang của vở, mỗi cuốn vở loại 1 là A, và số trang của mỗi cuốn vở loại 2 là B, số trang của mỗi cuốn vở loại 3 là C. Vậy các em sẽ có ngay một cái công thức, đó là 8A cộng 9B cộng 5C bằng 1980. Đó là một công thức quan trọng nhất, các em ghi mà nháp đi. 8A cộng 9B cộng 5C sẽ bằng 1980. Bây giờ theo đề người ta lại cho tiếp là gì? Theo đề người ta cho tiếp là số trang của 3 cuốn vở loại 2, tức là 3B đó, thì bằng số trang của 2 cuốn vở loại 1, tức là bằng 2A. Rồi số trang của 4 quyển vở loại 3 là bằng số trang của 3 quyển vở loại 2, như vậy là ta lại có 4C là bằng 3B. Vậy lần này các em lại có một công thức thứ hai là 2 nhân A bằng 3 nhân B và bằng 4 nhân C. Vậy nãy giờ các em có hai công thức rất quan trọng mà nháp. Bây giờ để giải bài toán này theo cái cách suy nghĩ của lớp 6 thì các em lưu ý nè. Bây giờ hai cuốn vở loại 1 và 3 cuốn vở loại 2 và 4 cuốn vở loại C là có số trang như nhau. Vậy thầy gọi số trang đó là D đi. 2A bằng 3B bằng 4C và bằng D. Tức là số trang của 2 cuốn vở loại 1 cũng như là số trang của 3 cuốn vở loại 2 cũng như số trang của 4 cuốn vở loại C là bằng D. Như vậy bây giờ các em sẽ dùng cái dữ kiện mới đó, dùng dữ kiện D đó, chúng ta sẽ ráp vào công thức đầu tiên để chúng ta giải. Bây giờ 2A bằng D thì 8A sẽ bằng 4D. Các em ghi ngoài nháp nha. 2A mà bằng D thì 8A sẽ bằng 4D. Rồi 3B mà bằng D thì 9B là bằng 3D. Thì 9B là gấp 3 lần 3B. Như vậy 3B bằng D thì 9B sẽ bằng D. Còn 5C, 5C là gồm có 4C cộng với 1 lần C, thì 4 lần C là bằng D rồi, còn lại một một cái C thôi. Thì các em để ý, một cái C đó sẽ bằng D chia cho 4, D phần tư đó.
Như vậy chúng ta sẽ có một công thức mới ngoài nháp các em. 4D cộng 3D cộng D rồi cộng thêm D phần 4 sẽ bằng 1980. Đó. Nếu các em không nghe kịp thầy giảng thì các em nhớ chụp hình lại. Chụp hình cái video lại rồi ngẫm nghĩ những lời thầy giảng. Sau khi hiểu rồi thì các em lại là cho nó chạy file tiếp nha. Chứ đừng có để file chạy mất thì nó cuốn qua cái vòng thi khác, cuốn qua cái bài thi khác mình nghe không kịp. Thầy nhắc lại. Công thức 8A cộng 9B cộng 5C bằng 1980 ban đầu đã đổi thành công thức mới là 4D cộng 3D cộng D cộng thêm D phần 4 là bằng 1980. Bây giờ các em lấy 4 cộng 3 cộng 1 cộng thêm 1 phần 4, các em sẽ được là 33 phần 4. Tức là 33 phần 4D là bằng 1980. Từ đó các em sẽ tính được D là bằng 1980 chia cho 33 phần 4 là sẽ bằng 240. Vậy D bằng 240. 240 đó chính là số trang của hai cuốn vở loại 1 cũng như là ba cuốn vở loại 2 cũng như là bốn cuốn vở loại 3. Thì chúng ta lấy 240 đó chia cho 3 là sẽ ra 80 là số trang của cuốn vở loại loại 2, loại 2. Câu số 9 thì các em có thể nhẩm nhanh là ra số 3 liền. Câu số 10 thì cũng dễ thôi, nó hù dọa thôi mà. X1 cộng X2 bằng 1, X3 cộng X4 bằng 1. Cho tới X49 cộng X50 là bằng 1 nữa là 25 ha. 25 mà cộng với X51 thì bằng 0. Như vậy X51 phải bằng âm 25 các em nhé. Bài thi số 2. Cái loại toán đám mây này là cũng khá là dễ đai đó, dễ chết đó. Các em mà bình tĩnh mà làm. Rồi. Bài toán này là một bài toán cũng khó đó. Ngay đầu tiên đã gặp bài toán xương rồi. Bây giờ các em có thể đổi đề bài toán này ha. Bây giờ cái nhánh từ 100 cộng cho tới 2 á thì đó là giải cách đều đó các. Từ 198 cho tới 2 thì coi thử có bao nhiêu phần tử nha. 100 trừ cho 2 bằng bao nhiêu, chia đôi bằng bao nhiêu, cộng 1. Như vậy là 50. Từ 100 cho tới 98 tới 2 là 50 phần tử. Rồi ta lấy đầu cộng cuối nhân số phần tử chia đôi là 102 nhân 50 chia 2 thì bằng 2550. Rồi các em để cái tổng từ 100 tới 2 là bằng 2550 ngoài nháp. Rồi giờ thay vì trừ 1, trừ 3, trừ cho tới 97 thì mình trừ tập thể đây. Mình lấy 1 cộng cho tới 97 rồi mình trừ 1 lần. Từ 1 tới 97 có bao nhiêu phần tử? 97 trừ 1 bằng bao nhiêu, chia đôi cộng 1, vậy là 49 phần tử. Các em lấy 1 cộng 97 là 98. 98 nhân cho 49 thì chia đôi là bằng 2401. Như vậy là cái tổng từ 1, 3, 5 cho tới 97 là bằng 2401. Vậy mình lấy 2550 trừ cho 2401 là sẽ bằng 149. Ồ, 149 mới đúng. À, cái bạn học sinh lớp 6 đã làm sai rồi. Câu tiếp theo, một hình lập phương có cạnh bằng 7, khi đó thể tích sẽ bằng 7 nhân 7 nhân 7, các em biết rồi ha, dài nhân rộng nhân cao. Một phép chia có thương là 6, có số dư là 3. Như vậy là số bị chia là A. Rồi. Số chia là B đi, thương là 6, dư là 3. Như vậy các em sẽ có là A bằng 6 nhân B cộng 3. Rồi tổng của số bị chia là A cộng B cộng số chia đó cộng thương là cộng 6 sẽ bằng 219. Vậy mình có hai công thức ngoài nháp ha. A bằng 6B cộng 3. Rồi A bằng cộng B cộng 6 bằng 219 nữa. Bây giờ chỗ nào A thì các em ghi thành 6 nhân B cộng 3 cũng được. Như vậy công thức thứ hai nó sẽ đổi thành 6 nhân B cộng 3 rồi cộng thêm B cộng thêm 6 là bằng 219. 6 nhân B cộng thêm một lần B là 7B. 7B cộng 9 bằng 219, như vậy 7B sẽ bằng 210. Vậy B của chúng ta sẽ bằng 30.
B bằng 30 thì A sẽ bằng gì? 6 nhân 30 cộng 3 là 100. Bao nhiêu đó? Ha. Các em tính. Câu tiếp theo, ta bấm máy thôi các em. Ta bấm máy thôi là nó sẽ ra. Nhớ chụp hình lại các em nhé. Những chỗ nào mà thầy giảng nhanh quá không nghe kịp á thì các em chụp hình lại, rồi tua lại cũng được, tua lại để nghe từng lời thầy giảng, rồi cùng với cái tờ nháp ở ngoài ngoài trên bàn các em nữa là các em sẽ rất là dễ hiểu bài. Rồi câu tiếp theo, một số chẵn có 4 chữ số, trong đó chữ số hàng trăm và hàng chục lập thành gấp 3 lần chữ số hàng nghìn. Giờ thầy gọi số đó là A nghìn, B trăm, C chục, D đơn vị gạch ngang trên đầu đi. Chữ số hàng trăm với hàng chục là B, BC gạch ngang trên đầu, lập thành một số gấp 3 lần hàng nghìn. Như vậy là BC là gấp 3 lần A đó các em. BC gạch ngang trên đầu là bằng 3 lần A. Và gấp 2 lần chữ số đơn vị, tức là bằng 2 lần D. Bây giờ ta tìm số đó. Ta tìm số đó. Giờ các em lấy nháp đi. Trước mắt các em là một số chẵn ABCD gạch ngang trên đầu. D là số chẵn, như là 0, 2, 4, 6, 8 đó. Còn BC là bằng 3 lần A và bằng 2 lần D. Bây giờ ta sẽ mò trong phạm vi có thể nha. Bây giờ 2 lần D bằng B nhân C và bằng BC gạch ngang trên đầu. Vậy D của chúng ta bắt đầu sẽ là từ 6 mới được. Tại vì 5 5 là số số lẻ. 5 là, 5 là lẻ nhân 2 nó mới bắt đầu tạo thành hai chữ số, 5 nhân 2 mới ra 10. Giờ D là 6 thử coi. 6 nhân 2 á, thì bằng 12. Vậy BC có thể là 12 đó. Thì lúc đó là 2 nhân 6 là 12. Thì A có thể là 4, 3 nhân 4 là thành 12. Như vậy là một đáp án đầu tiên là D có thể bằng 2, A có thể bằng 4 và BC có thể là 12. Mà như đáp án nó đúng luôn rồi các em. Rồi. Tiếp theo. 113 cộng x chia hết cho 7. Vậy các em coi 113 chia 7 dư bao nhiêu? Rồi các em vô x lên thêm. Thêm 6 là được. Giờ ta lấy 28 ta phân tích thành thừa số nguyên tố thì nó sẽ ra là 2 mũ 2 nhân 7 mũ 1. Như vậy là ta lấy 2 cộng 1 nhân cho 1 cộng 1 là 6. Lấy các số mũ cộng 1 nhân nhau các em. Phân tích thành thừa số nguyên tố xong, lấy các số mũ cộng thêm 1 rồi nhân chúng với nhau, ta sẽ ra số ước nguyên dương. Giả sử người ta hỏi số ước nguyên âm thì nó cũng bằng như vậy thôi, lấy số ước nguyên dương bao nhiêu thì nhân đôi lên xong. À, tổng các ước ha, cộng lại chứ không phải. Rồi. Câu tiếp theo là ta lấy giải cách đều thôi. Không. 88 trừ 16 rồi chia 8 cộng 1. Nó sẽ ra 14 cái. À 10 10 xin lỗi 10. 88 trừ chia khoảng cách cộng 1. Rồi. Cái này cũng giải cách đều kìa. Bội của 12 thì 120 là không lấy thì ta trừ lui. Là thành 108 á, 108 trừ 12 bằng bao nhiêu, chia khoảng cách là 12 luôn, cộng 1 là bằng 9. Đáp án là bằng 9. Rồi, đúng rồi, bạn bạn học sinh đã làm đúng rồi. Rồi, câu số 9. Giờ các em lấy sơ đồ ra, mình nhân ngược thôi. À, mình làm ngược lại thôi. Giờ x nhân 2 đánh mũi tên nha, x mũi tên là nhân 2 nè. Rồi ra cái dấu hỏi, rồi cộng 50 rồi ra cái dấu hỏi không biết. Rồi nhân 5 ra cái dấu hỏi là không biết. Trừ 200 ra cái dấu hỏi nữa. Rồi chia cho 10.
thì ta được 30, đó là cái cuối cùng. Giờ mình đi ngược lại, các em lấy 30 nhân 10 rồi cộng cho 200 rồi chia cho 5 trừ cho 50 chia cho 2 đó, chia cho 2 là sẽ ra thôi, nó sẽ ra thôi. Rồi, các em bấm xong chưa? Chậm vậy. 30 nhân 10 bằng bao nhiêu? Cộng 200 bằng bao nhiêu? Chia 5 bằng bao nhiêu? Trừ 50 bằng bao nhiêu? Chia 2 bằng hình như là 25. Đúng rồi. Câu cuối cùng. 100 quyển vở và 30 cái bút chia thành các phần thưởng đều nhau, còn thừa lại. Vậy là bài toán ước được kìa. Giờ thừa 4 cuốn vở phải không? Vậy các em lấy 100 trừ 4 là ra 96. Rồi lấy 90 trừ 18 là ra 72. Giờ các em tìm ước chung lớn nhất của 96, 72 đi. Ước chung của 96, 72 là bao nhiêu nhỉ? Giờ là 24 đó. Như vậy là có thể là các ước của 24 đó các. 1 24 2 12 3 8 4 6. Bây giờ còn thừa 18 cái bút mực. Thừa 18 cái bút mực. Thừa. Như vậy là mình phải lấy cái số chia làm sao á cho nó 18 cái cuốn nó là không chia được nữa, vậy là 24 thôi. Chứ lấy những cái kia là nó nhỏ hơn 18 hết là phải chia hết được chứ, đúng không? Mình lấy 24 để nó còn thừa lại 18 cái bút không thể chia được. Bài thi số 3. Ta cùng làm bài thi số 3. Rồi các em chuẩn bị giấy nháp đi. Lấy giấy nháp, máy tính. Tốt nhất là các em lấy cái loại máy tính 570 Plus của Casio đó. Đó là máy tính thầy thấy là hay nhất hiện tại và có được phép là mang vào phòng thi. Các em chú ý là trong quá trình thì chúng ta có thể gặp những cái dạng toán mới lạ, khó. Thì thầy sẽ có những cái video mà giải quyết riêng cho những dạng toán đó. Các em nhớ theo dõi kênh thường xuyên để lấy những cái thủ thuật đó. Tổng các số lẻ từ 1 đến 99, đây là giải cách đều, thủ thuật giải cách đều. Các em lấy 999 trừ 1 chia đôi cộng 1 để ra số phần tử. Sau khi ra số phần tử thì các em lấy đầu cộng cuối nhân số phần tử chia đôi. Ở đây là cái thủ thuật này nó có nằm trên một file video riêng của thầy. Các em lên kênh theo dõi nha. Số phần tử đây là 500. Đó. Rồi các em lấy đầu cộng cuối chia đôi là nó ra đáp án thôi. Ở cái này đếm thôi các em. 2, 4, 6 cho tới 9, 8. Rồi là lấy đầu, lấy cuối trừ đầu, chia khoảng cách cộng 1 thôi. Thủ thuật cách đều ra số phần tử ha. Nếu thầy không làm là ra 49, đúng luôn. A là số tự nhiên. Rồi, 264 chia A thì dư 24. 363 chia A dư 43. Vậy các em lấy 264 trừ 24 đi thì chia hết cho A. Rồi 363 trừ đi 43 đi thì chia hết cho A. Vậy đây trở về bài toán ước chung lớn nhất đó các em. Đó là chúng ta sẽ tìm ước chung lớn nhất của 240
và 320 80 các em ạ. Số đó chính là số 80. Nói chung gặp bài toán chia dư thì các em ráng lái về bài toán chia hết mà làm là được nhé. À, bạn học sinh này cũng đang làm nháp, suy nghĩ kỹ nha. Để coi bạn có ra đáp án đúng là 80 hay không. À, các em cũng có thể tua tới ha, tua tới cho nó nhanh cũng được. Còn thầy thì thầy theo cái bài giải của bạn đó. Thầy đợi. Thầy thì không có gì vội. Lâu quá sao chưa ra nhỉ? Rồi câu tiếp theo, chia 3 dư 1, chia 4 dư 2, chia 5 dư 3, chia 6 dư 4. À, như vậy nếu các em để ý gọi cái số cần tìm là x đó thì bổ sung thêm 2 là nó sẽ chia hết cho 3, cho 4, cho 5, cho 6 luôn. Vậy gọi số đó là x thì bổ sung thêm 2 là ra x cộng 2 các em. X cộng 2 chia hết cho 3, 4, 5, 6, vậy tức là bộ chia hết cho bộ chung nhỏ nhất của nó tức là 60. Vậy x cộng 2 sẽ có dạng 60 nhân với một số nào đó các em à. X cộng 2 bằng 60 nhân với một số nào đó thì gọi là số k đây. Vậy số x của chúng ta sẽ là 60 nhân k và trừ đi 2. Bây giờ số x phải chia hết cho 11 nữa. Như vậy các em sẽ tăng k từ từ lên. Tăng k từ từ lên cho đến khi nào k nhân 60 trừ 2 chia hết cho 11 là chúng ta sẽ lấy. Hoặc các em có thể dùng chức năng ở trên máy tính bỏ túi á, cái thủ thuật này thầy dạy riêng ở FireDuo riêng, các em sẽ tìm được k bằng 7. 7 nhân 60 là 420 trừ 2 sẽ ra 418. Rồi, tạm biệt các em nha. Các em nhớ ghé kênh của thầy để tìm những cái file thủ thuật như thầy vừa nói đó để áp dụng vào nhiều bài toán ở trong các cái vòng thi. Chứ mà bài nào chúng ta cũng cứ mò mẫm không có một cái cách giải quyết tổng quát thì rất là khổ. Rồi, tạm biệt các em.